Để phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.000 tỷ đồng, huyện Văn Chấn đã tập trung đầu tư phát triển công nghiệp theo chiều sâu, bền vững và nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường bằng việc thu hút và bố trí nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp. Hiện nay, huyện đã mời gọi thu hút được một số dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp như dự án điện gió tại xã Nậm Búng với công suất thiết kế 200 MW, dự án thủy điện Ngòi Lao tại xã Cát Thịnh với công suất thiết kế 13,5 MW, dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá carbonat xã Suối Giàng, dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến đá ốp lát Mỹ Nghệ tại thị trấn Sơn Thịnh. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh thu hút và tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp phát triển nhằm thúc đẩy lĩnh vực sản xuất gạch, khai thác vật liệu xây dựng như đá, cát, sỏi. Đến nay, trên địa bàn huyện có 4 đơn vị khai thác sản xuất đá làm vật liệu xây dựng thông thường, 2 đơn vị sản xuất gạch không nung, 13 dự án thủy điện với tổng công suất thiết kế 240,5 MW.